cho nên ta nói thánh tăng thánh ni chứ ai có nói mà tăng ni thường đâu. Cho nên trong thánh tăng ở trong trưởng lão ni kệ, trưởng lão tăng kệ toàn là thánh tăng thánh ni không. Bậc của Phật là đệ tử Phật là thánh không, bởi vì ta giữ luật nghiêm chỉnh hết ta mới thánh. Còn mình giữ luật không nghiêm chỉnh, ăn ngày hai ba bữa thánh gì tham ăn quá trời, đụng đâu ăn đó, thấy cái gì cũng ăn hết, thánh sao mà ăn dữ. Mọi người hiểu chỗ đó chưa? Cho nên thầy, mà cái giới đó Đức Phật đã chỉ định được cái tội chủng, cái tội danh của nó rõ ràng là ba vực đề, tức là đọa địa ngục. Cái người ăn phi thờ là đọa địa ngục, cho nên họ mang bệnh là phải. Thì đọa địa ngục là bệnh chứ còn địa ngục có chỗ nào nữa. Trời nay cái thân của mình nó mệt, mai nó nhọc, mai nó nhức chỗ này, mai nó nhức chỗ kia. Ăn uống nó sình ruột, sình gan của họ, ăn cho nhiều thì nó sình. Mang thân cho mập như đi mà bị thôi. Mà thầy nói vậy thì nó đụng chạm á. Dạ. Con phải hiểu. Họ phải thọ lấy những cái địa ngục của họ. Khi họ ăn vậy là họ phải đòi địa ngục. Giới luật của Phật định tội họ là như vậy rồi thì không bao giờ họ chạy rồi. À, như quý thầy ốm vậy nó chưa rồi. Quý thầy làm trụ trì và quý thầy mập ra bị. Dạ. Thầy nói thật sự. Nói thẳng, nói đúng. Quý thầy có giữ giới luật được thì quý thầy dạy họ. Thầy 69 gần 70 tuổi rồi mà khỏe không như thế này, đi thăm thầy Phước Hảo, đi thăm quý thầy nằm lết bết. Còn thầy hoàn toàn là trèo núi như thường, không có mệt nhọc chút nào hết. Thì con thấy, mà đau bệnh không dùng thuốc. Dạ. Chỉ dùng hướng tâm của mình nhắc là phục hồi cơ thể mình lại. Dạ. À, muốn sống thêm hồi nào cũng dễ dàng, có gì hết. Vì mình phục hồi được cái sự sống của mình thì mình phải sống thêm chứ sao. Mình muốn chết thì mình đình chỉ hơi thở, mình tĩnh chỉ hơi thở, mình lỡ nó ngưng thì mình chết chứ gì. Bỏ. Không phải là sung sướng sao. Dạ. Mà ăn ngày bữa không phải giải thoát nào. Nó rõ ràng về cụ thể đó. Còn thấy xíu không? Dạ. Cho nên ai nói thầy ngoại đạo gì kệ, ngoại đạo mà giải thoát được hơn. Ngoại đạo mà sống có đức hạnh, còn không ngoại đạo mà sống không đức hạnh sao? Con thấy người ta nói người ta đúng chánh pháp thì thầy không cãi đâu, nhưng mà cái hành động họ có đúng không? Đúng là đúng không? Từ đời sống, từ cách thức này kia họ có đúng cái đạo hạnh của Phật không? Đạo Phật của Phật thì phải bay một bát đi xin ăn chứ đâu mà ngồi chỗ mà nấu nướng theo kiểu mà ăn ngon mặc đẹp như thế này. Cho đời sống của thầy thì bay một bát à, thầy mang cái bát đi đâu cũng theo. Cho nên con thấy đời sống của thầy rất đơn giản, từ do đó con rất quý mà con muốn là tiếp này để học theo cái pháp của thầy.